Chào mừng cô bác và các anh chị đã đến với buổi livestream ngày hôm nay cùng với bác sĩ Dung. Và tiếp tục cái chủ đề chuyên đề của tuần này, đó là về khớp, đúng không ạ? Hôm qua thì chúng ta đã nói về glucosamine, những ngày trước thì chúng ta đã nói về những cái vấn đề liên quan đến khớp. Thì trong cái livestream ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ về cái việc mà có nên tiêm vào khớp gối hay không, và nếu có tiêm thì có những cái loại nào và những cái loại này thì có tác dụng như thế nào, và nên tiêm những cái loại nào và trong trường hợp như thế nào. Thì trong cái buổi livestream ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái chủ đề này, bởi vì đây cũng là một cái chủ đề mà rất là nhiều cô bác và anh chị đã hỏi bác sĩ Dung là thế bây giờ tôi bị như thế này thì tôi có nên tiêm không? Và có rất là nhiều nơi họ lấy cái chi phí tiêm khá là đắt đỏ, nhưng mà thực tế ấy, thì nó không phải là như thế. Thì một vài loại thì bác sĩ Dung sẽ nêu ra cái giá thành của nó, cái giá thành ở trong bệnh viện và những cái giá thành ở trên thị trường. Thì trong livestream ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng giải đáp nhá. Thì bây giờ chúng ta cùng nhìn nhá. Đây là một cái khớp gối. Hôm nay thì không có cái iPad bọn trẻ con nó đi chơi mất rồi. Thì đây là khớp gối. Thì đây là một cái thủ thuật tiêm vào trong khớp gối, tiêm vào trong cái khe khớp của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta có thể là tiêm rất là nhiều thứ vào đây, vừa có thể để chẩn đoán, vừa có thể để điều trị. Trong một số trường hợp bác sĩ sẽ dùng cái thủ thuật này để chẩn đoán nha. Một số trường hợp ấy là có đôi khi bác sĩ dùng cái thủ thuật này để chẩn đoán phân biệt với những cái bệnh khác nữa cơ. Nên là đối với lại cái thủ thuật này thì nó vừa có tác dụng điều trị, vừa có tác dụng là chẩn đoán trong một số trường hợp. Kể cả chọc hút dịch cũng như vậy. Thì thật ra chọc dịch thì người ta cũng đi một cái kim như thế này vào, sau đó thì người ta hút cái dịch ra. Và trong cái quá trình mà hút dịch như vậy thì người ta kết hợp với cái việc là tiêm cái chất nhờn vào. Thì chúng ta có thể là thấy cái hình ảnh này. Thì đây là một cái hình ảnh tiêm dưới hướng dẫn của siêu âm, đúng không ạ? Người ta sẽ đặt cái đầu dò siêu âm vào mà tiêm. Thì cái dịch mà màu vàng vàng ấy là cái dịch của khớp, của cái dịch khớp hút ra. Thì thông thường những cái dịch do thoái hóa nó sẽ có hơi có màu vàng nhẹ một chút, vàng chanh ấy. Đó, thì những cái dịch đó nó là những cái dịch do các vấn đề liên quan đến thoái hóa. Mà thường thì dưới hướng dẫn của siêu âm thì cái tỷ lệ nó sẽ chính xác hơn là chúng ta tiêm thông thường. Tuy nhiên thì thật ra tiêm khớp gối là một thủ thuật rất là dễ, nó dễ hơn cả tiêm gân. Các cái khe khớp thì chúng ta có thể sờ thấy rất là dễ, nhưng trong một số trường hợp những cái người mà bị thoái hóa khớp mức độ nặng, đúng không ạ? Những người thoái hóa khớp mức độ nặng rồi là những người mà bị tràn dịch khớp, nó sưng nề ra, thì lúc này chúng ta không còn nhận biết đâu là khe khớp nữa, nên là cái lúc này nó sẽ khó khăn hơn cho cái việc xác định, và dẫn đến là chúng ta sẽ có cái việc mà chúng ta xác định bằng máy siêu âm. Thì lúc này nó sẽ có những cái chính xác hơn. Thì đó là sơ lược một chút về cái chuyện mà chúng ta tiêm khớp. Thì đầu tiên thì cái việc mà tiêm khớp thì người ta sẽ chỉ định trong những trường hợp như thế nào. Thì tiêm khớp thì sẽ hiệu quả trong một số tình trạng nhất định, nhưng mà quyết định tiêm khớp thì rất phụ thuộc vào cái tình trạng của bệnh nhân. Đó, tức là tình trạng của bệnh nhân để đó là bệnh nhân có gần như không đáp ứng với thuốc này, hoặc là bệnh nhân có những cái tình trạng thoái hóa nhiều, khô khớp, dịch khớp cũng rất là ít, bị khô khớp nhiều này, rồi là bệnh nhân bị đau nhiều này. Đấy, thì người ta cũng có thể cân nhắc cái chỉ định tiêm khớp sớm. Một số trường hợp chỉ định tiêm đó là viêm khớp do thoái hóa. Một số trường hợp mà hôm trước thì chúng ta đã nhìn thấy cái hình ảnh về thoái hóa rồi, đúng không ạ? Hôm nay thì không có iPad ở đây. Hôm trước thì bác sĩ Dung có chỉ cho mọi người xem cái hình ảnh về thoái hóa khớp đấy. Thì đây là hai cái sụn khớp, đúng không ạ? Một cái là sụn khớp bình thường, tức là cái sụn màu trắng nó bình thường. Còn một sụn là thoái hóa, thì những cái sụn màu trắng nó lại mất đi, và những cái xương nó tiếp xúc với xương và dẫn đến là cái sụn khớp nó bào mòn, và khi xương tiếp xúc với xương và nó hình thành những cái gai xương, những cái mỏ xương và chúng ta bị đau á, thì khi đó nó hình thành những cái phản ứng viêm và sau đó thì gây cho chúng ta bị đau nhiều hơn. Đau do viêm thường là đau cả ngày cả đêm. Đau có yếu tố cơ học thì nó chưa phải là do viêm, nhưng nếu đã có viêm thì nó sẽ đau liên tục âm ỉ cả ngày cả đêm. Còn nếu như mà nó chưa có viêm, nó chỉ đau do yếu tố cơ học thì chúng ta nghỉ ngơi nó sẽ đỡ. Một số cô bác anh chị mà chúng ta bị đau lưng, đúng không ạ? Có khi ngày hôm đấy lao động, vận động, bê vác nhiều quá thì tối hôm đấy nó bị đau lưng, thì chúng ta chỉ cần chườm, chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi hợp lý là nó sẽ hết đau. Nhưng mà có nhiều người ấy là đau mãi nó không đỡ, xong rồi đau lại còn đau lan dọc theo cái đường dây thần kinh, đau lan xuống mông xuống chân, thì lúc này đã có hiện tượng là viêm rồi, tức là có viêm và có tổn thương của dây thần kinh tọa rồi. Dây thần kinh đó là một cái dây thần kinh rất là lớn đi đằng phía sau và chi phối những cái cơ ở phần dưới của chân của chúng ta. Thì đó là những cái mà biểu hiện của viêm, tức là nó rất là khó chịu cả ngày cả đêm luôn. Và rồi thứ hai nữa là trường hợp mà viêm khớp dạng thấp. Ở một số trường hợp mà viêm khớp dạng thấp thường ấy nó sẽ hay xuất hiện ở các cái khớp nhỏ, nhưng một số trường hợp nó vẫn xuất hiện ở các khớp lớn, và lúc này thì như là khớp gối các thứ, thì có thể trong một số trường hợp bác sĩ cũng có chỉ định là tiêm khớp corticosteroid trong trường hợp mà viêm khớp dạng thấp. Rồi một số trường hợp chấn thương khớp nữa cũng có thể có chỉ định tiêm, và một số trường hợp điển hình mà hay sử dụng nhất đó là tiêm ở các đầu các bao hoạt dịch. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta bị viêm quanh khớp vai, chúng ta không nhấc, không buộc tóc được lên như thế này, thì các bác sĩ sẽ tiêm vào cái gân gọi là điểm bám gân cơ nhị đầu ở đây, hoặc là gân cơ khỉu, đúng không ạ? Chúng ta cũng sẽ tiêm khớp vào đây, tiêm vào cái bao gân đó, rồi là gân ở mọi mỏm châm quay, hoặc là những cái gân gấp duỗi ở lòng bàn tay này, thì cái chỉ định mà tiêm nó rất là phổ biến. Vì thông thường khi mà điều trị thuốc ấy, cái đáp ứng ở trong những cái thể mà viêm bao gân như thế này nó rất là hạn chế, thế nên là thường là các bác sĩ sẽ có chỉ định tiêm trong những trường hợp này. Vậy thì khi mà chúng ta tiêm, đặc biệt là tiêm corticosteroid, đúng không ạ, thì nó có cái lợi ích gì? Thứ nhất là nó giảm được cái tác dụng phụ của đường toàn thân. Ví dụ như chúng ta uống cái đường toàn thân thì nó sẽ có tác dụng phụ lên hệ tiêu hóa này, rồi là tim mạch này. Nói chung corticosteroid thì nó rất là nhiều những tác dụng. Ví dụ như là con của bác sĩ Dung bị cái bệnh là bệnh miễn dịch đó, thì hàng ngày vẫn phải đều đặn là uống corticosteroid cho đến thời điểm hiện tại là 5 tháng rồi. Thì bạn ấy bị tích nước, thì mọi người có thể nhìn thấy là mặt bạn ấy tròn ra đó, thì đấy là một cái tác dụng phụ. Rồi là nhiều bé mà chúng ta sử dụng nhiều corticosteroid trong cái việc điều trị viêm phế quản đấy, thì một số bé còn, hoặc là người lớn nha, mà chúng ta sử dụng nhiều corticosteroid thì chúng ta cũng có thể bị tích nước này, bị tăng huyết áp này, bị viêm loét dạ dày này. Nói chung là rất là nhiều thứ mà nếu chúng ta ngưng đột ngột thì có thể gây ra cái biến chứng đó là suy tuyến thượng thận. Thì đấy là những cái rất là nguy hiểm của việc dùng corticosteroid toàn thân. Thế khi mà chúng ta dùng tại khớp, dùng corticosteroid tại khớp, đúng không ạ? Đặc biệt là khớp gối, khớp vai hoặc là các bao gân chẳng hạn, thì nó sẽ giảm bớt cái biến chứng của đường toàn thân. Nên tại sao các bác sĩ sẽ ưu tiên sử dụng cái đường này trước khi sử dụng corticosteroid toàn thân? Tức là trong trường hợp mọi người gọi là không còn cái điều trị nào nữa thì có thể là cân nhắc dùng corticosteroid toàn thân. Nhưng thật ra thì ít khi sử dụng, bởi vì thông thường cái phương pháp tiêm tại khớp này nó đã có hiệu quả rồi. Và đương nhiên chúng ta cần phải kết hợp thêm với nhiều phương án khác, chứ không phải là cứ tiêm là xong. Nhiều người cứ nghĩ là tôi cứ tiêm thế là xong rồi, điều này không có đúng. Chúng ta cần phải kết hợp với những cái biện pháp mà nó giúp tái tạo cái sụn của chúng ta. Đây, ví dụ đây là cái sụn khớp của chúng ta nó bị tổn thương như vậy, thì chúng ta cần những cái biện pháp để tái tạo cái sụn này để cho nó bớt cái tổn thương đi. Thì rõ ràng là chúng ta cần phải kết hợp thêm với những hoạt chất khác như là glucosamine, đúng không ạ? Piascladine, chondroitin, MSM. Đó là những cái hoạt chất mà chúng ta cần để tái tạo lại cái sụn khớp. Như vậy thì tiêm khớp chỉ là một cái phương án trong rất nhiều phương án, và chúng ta đừng có thần thánh hóa nó quá. Và cái giá tiêm khớp nó cũng vừa phải thôi, chứ chả có cái gì đắt đỏ đâu. Ví dụ như tiêm corticosteroid chẳng hạn, thì giá trung bình rơi vào khoảng 500 đến 700 đến 1 triệu. Đấy là một số nơi gọi là lấy đắt hơn một chút thì rơi vào khoảng 1 triệu. Còn những cái bệnh viện tư thì chắc chắn là nó sẽ phải gấp đôi như vậy nữa, đúng không ạ? Nó sẽ đắt đỏ hơn. Còn đâu thông thường ấy, giá tiêm khớp mà corticosteroid thì thông thường là khoảng 500.000. Còn tiêm collagen thì nó rơi vào khoảng hoặc là tiêm chất nhờn, đúng không ạ? Loại tốt nhất mà của Thụy Sĩ bây giờ là rơi vào khoảng 3 triệu cho một mũi tiêm, một cái ống dịch đó. Còn đâu cái loại mà của Hàn Quốc thì nó chỉ bằng một nửa giá thôi, 1,5 triệu thôi. Thì đấy là những cái giá trung bình mà chúng ta có thể tiêm. Còn tiêm PAP thì nó rơi vào khoảng 5-6 triệu. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp về cái tiêm khớp nha. Thì đấy, thì cái giá trung bình nó là như thế. PAP thì rơi vào khoảng 5 đến 6 triệu. PAP hay còn gọi là huyết tương giàu tiểu cầu ấy. Thì các cái này nó khác nhau là cái gì? Thì đây là một cái loại tiêm khớp mà phổ biến này, thì nó sẽ có mấy cái dạng này. Depo-Medrol. Đây là một cái dạng rất là phổ biến, để bác sĩ Dung sẽ cho mọi người xem cái hình nhá. Đây là một cái loại thuốc tiêm khớp rất là phổ biến. Đó. Thì cái này thật ra cái loại thuốc này nếu chúng ta tự mua ấy thì nó không có đắt. Nhưng mà nó đâu đấy khoảng 100.000 thôi. Nhưng mà cái công mà tiêm được ấy nó mới là đắt. Đấy, nên tại sao giá trung bình của nó sẽ rơi vào khoảng 500.000 là vì như thế. Bởi vì cái ống này nó không đắt, nhưng mà để tiêm được nó vào thì chúng ta cần nhiều cái dụng cụ khác, như là dụng cụ vô khuẩn này, phòng vô khuẩn này, rồi là cái kim đâm vào này, rồi nhiều thứ, đúng không ạ? Thì đây là lọ thuốc rất là phổ biến. Rồi, Depo-Medrol 40mg thì đây là corticoid nha. Nếu mà chỗ nào mà tiêm cho cô bác anh chị cái loại này thì đây là corticoid. Rồi, một cái loại nữa đó là Diprospan. Khi mà tiêm cái này ấy thì chúng ta sẽ thấy đỡ rất là nhanh. Đây, cái thuốc này nó còn đỡ nhanh nữa. Cái loại này thì trong cái quá trình mà mình điều trị, mình thấy Depo ấy nó là dạng bột, nên là đôi khi tiêm xong bệnh nhân có thể là cảm thấy hơi bị nhức một chút vì là cái dạng bột, còn cái dạng này nó là dạng dung dịch luôn. Đó. Thế này khi tiêm cái này thì bệnh nhân ít bị nhức hơn, nên là ngày xưa thì mình hay ưu tiên lựa chọn cái dạng này để tiêm phong bế. Một số trường hợp đau dây thần kinh chẩm này hoặc là tại gân thì mình hay lựa chọn cái Diprospan này nhiều hơn. Thì bản chất hai thằng này nó đều là corticoid, nó chỉ khác nhau ở hoạt tính thôi. Cái kia là cái Medrol ấy thì nó sẽ là methyl prednisolon. Đây, cái này thì nó sẽ là methyl prednisolon. Đó, thì một cái lợi ích nữa đó là chúng có thể là giảm những cái cơn đau rất là nhanh chóng. Đấy là cái corticoid, tại sao mà người ta lại chuộng như vậy? Vì là nó giảm viêm rất là nhanh mà. Corticoid ức chế ngay cái phản ứng viêm và giảm đau nhanh chóng.